chủ sở hữu mới có quyền định đoạt tài sản của mình, đúng hay sai? Xin mời các em giơ đáp án. Những bạn nào có phương án trả lời là đúng, các em bỏ xuống. Như vậy, trong nhận định cuối cùng này có một bạn duy nhất lựa chọn đáp án đúng, và đáp án của cô đưa ra đó là sai. Người không phải chủ sở hữu tài sản có quyền định đoạt tài sản theo ủy quyền của người chủ sở hữu hoặc theo quy định của pháp luật, chứ không phải là không có quyền định đoạt tài sản trong mọi trường hợp. Và xin chúc mừng tất cả các em đã trả lời đúng câu hỏi này. Như vậy, chúng ta đã kết thúc tất cả các nội dung của phần luyện tập. Và cô thấy rằng trong phần luyện tập này, rất nhiều bạn trong lớp mình đã trả lời đúng các câu hỏi của cô đưa ra. Có những bạn chưa trả lời đúng, nhưng không sao cả. Bạn nào chưa trả lời đúng, chưa rõ ở nội dung nào thì về nhà chúng ta sẽ học lại nội dung đó. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào nội dung thứ tư của tiết học, phần vận dụng. Nhiệm vụ của các em trong phần vận dụng như sau. Các em sẽ tìm hiểu về quyền sở hữu tài sản của gia đình hoặc là bản thân em. Cô gợi ý như sau. Các em sẽ xác định quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt với các tài sản của em hoặc là của gia đình em. Ví dụ như là xe máy, xe đạp điện, ô tô, nhà, vân vân. Các em đã rõ nhiệm vụ của mình chưa? Rồi ạ. Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu xong nội dung của tiết học ngày hôm nay. Và cô thấy rằng lớp mình đã có sự chuẩn bị bài rất là tốt. Các em đã sôi nổi và thực hiện tốt những nhiệm vụ học tập cô giao cho các em. Bây giờ chúng ta sẽ kết thúc tiết học tại đây. Cô chào các em.